Kính thưa quý vị, sau hơn 4 thập kỷ cải cách, Trung Quốc đã đạt được nhiều thành tựu kinh tế, xã hội quan trọng khi một quốc gia đã xác lập sự ổn định về đối nội. Chủ thể đó sẽ mong muốn có tiếng nói và ảnh hưởng lớn trong khu vực cũng như toàn cầu. Trung Quốc đã từng bước chuyển đổi từ hình ảnh một công xưởng thế giới cho đến vai trò người chơi cờ trong hệ thống chính trị toàn cầu. Các thế hệ lãnh đạo Trung Quốc đã nhanh chóng thích nghi và đưa ra được chiến lược phù hợp với tình cảnh, trong đó có Tập Cận Bình. Năm 2012, ông Tập Cận Bình trở thành Chủ tịch nước Trung Quốc. Năm 2013, ông trở thành Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Tập đã đưa ra học thuyết giấc mộng Trung Hoa nhằm đưa Trung Quốc trở lại vị trí quốc gia này có ở trong quá khứ, nhằm hiện thực hóa học thuyết người đứng đầu Trung Quốc đã đưa ra chiến lược xem có thể tái định hình trật tự toàn cầu, vành đai và con đường. Sau khi vành đai và con đường được công bố, nguồn tài chính của Trung Quốc đã xuất hiện trên tất cả các châu lục trên toàn cầu. Mục tiêu của Trung Quốc thông qua sáng kiến vành đai là tăng cường ảnh hưởng của Trung Quốc thông qua các dự án mà quốc gia này triển khai để định hình lại cuộc chơi vốn do Mỹ sắp đặt từ sau Thế chiến thứ hai và chiến tranh lạnh. Trong tổng thể tham vọng lớn của Bắc Kinh, Đông Nam Á có vị trí đặc biệt quan trọng. Tuy nhiên, đây cũng là khu vực có cấu trúc quyền lực và định hướng chiến lược của các quốc gia tương đối phức tạp để mở đường cho việc kiểm soát Đông Nam Á của Trung Quốc. Lào, quốc gia láng giềng, đã trở thành một trong những cánh cửa chiến lược then chốt đó. Vậy, câu hỏi video số này, vì sao Trung Quốc lại muốn gây ảnh hưởng lên Lào? Nguyên nhân chính Trung Quốc muốn gây ảnh hưởng lên Lào là như thế nào? Và các chính sách, dự án, đầu tư của Trung Quốc ở Lào ra sao và gây ra thách thức nghiêm trọng tới Việt Nam chúng ta như thế nào? Thì chúng ta cùng tìm hiểu, phân tích qua video số này. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu nguyên nhân vì sao Trung Quốc lại gây ảnh hưởng lên Lào. Hiện nay các dự án của Trung Quốc thông qua sáng kiến và vành đai đã hiện diện trên tất cả các châu lục. Kể từ khi Trung Quốc triển khai sáng kiến vành đai, quốc gia Đông Bắc Á về cơ bản đã hoàn thành xác lập ảnh hưởng. Hiện nay Trung Quốc đã hiện diện ở 151 quốc gia với hơn 3.000 dự án có tổng trị giá lên tới 1.000 tỷ USD. Bất kỳ chính sách chiến lược được đưa ra đều mang hàm ý chiến lược. Và Trung Quốc chọn Lào cũng không nằm trong ngoài lệ đó. Vì sao lại như vậy? Đầu tiên, đó là sự gia tăng cạnh tranh giữa các nước lớn ngày càng gay gắt. Kể từ khi sáng kiến vành đai và con đường được triển khai, Mỹ đã từng bước giảm ảnh hưởng ở Trung Đông và tập trung vào khu vực Đông Nam Á. Dưới thời ông Obama, Mỹ đã tiến hành xoay trục sang châu Á nhằm mục tiêu của siêu cường trong giai đoạn này là khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Dưới thời ông Donald Trump, chiến lược xoay trục được nâng lên thành Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và mở rộng, một chiến lược quy mô lớn chưa từng có nhằm ngăn chặn sự ảnh hưởng của Trung Quốc. Đến thời ông Biden, vị Tổng thống thứ 46 đã công bố chiến lược tương tự, cho thấy sự quan tâm từ từng lớp tinh hoa của Mỹ đối với khu vực. Siêu cường này cũng đã tập hợp lực lượng quy mô lớn, thiết lập các mạng lưới đối tác và đồng minh như tứ giác an ninh với Ấn Độ, Nhật Bản và Australia, khôi phục các hoạt động của Liên minh Mũi Nhãn và AUKUS để tạo điều kiện cho Vương quốc Anh can thiệp khu vực. Ngoài ra, nước Đức ký kết thành lập Liên minh Hydro với Ấn Độ và Nhật Bản để gia tăng ảnh hưởng trong khu vực. Các nước EU cũng đã có những động thái riêng với chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ngoài ra, Mỹ dưới thời Donald Trump cho đến ông Biden ban hành các lệnh trừng phạt nhằm ngăn chặn sự phát triển của Trung Quốc. Lý do cho sự trở lại của Mỹ là khu vực này có vị trí đặc biệt quan trọng khi là khu vực có thể phong tỏa 60% GDP toàn cầu và 65% thương mại thế giới vì lượng lớn tàu hàng của thế giới đều đi qua Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Dưới thời Tổng thống Biden, người đứng đầu Nhà Trắng xác nhận Mỹ là một quốc gia Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và 3 triệu việc làm của người dân nước này cùng hơn 900 triệu USD nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI của Mỹ đều tập trung ở khu vực này. Những dữ kiện trên cho thấy Mỹ sẽ đối đầu với Trung Quốc nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia trong khu vực. Và thứ hai đó là Trung Quốc muốn tạo áp lực lên Việt Nam vì vấn đề địa chính trị. Việt Nam-Trung Quốc có quan hệ hợp tác truyền thống. Trung Quốc đã hỗ trợ Việt Nam trong công cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm. Bước vào thế kỷ 21, hai nước đạt nhiều thành tựu về kinh tế và quan hệ song phương ngày càng có nhiều bước tiến lớn. Bên cạnh việc hợp tác làm mạch chính trong quan hệ Trung Quốc-Việt Nam, mâu thuẫn, đấu tranh cũng là một khía cạnh trong mối quan hệ song phương này. Như diện tích Việt Nam chúng ta, giáp biển hơn 4.000 km²,
có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với chiến lược bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa. Mặc dù Việt Nam có chính sách là 3-0, sau đó là 4-0, với phương châm làm bạn với tất cả các nước, nhưng chính sách này, Việt Nam chúng ta cũng có thể sẽ được điều chỉnh khi xuất hiện một bối cảnh đặc biệt phức tạp trong tương lai. Và một bối cảnh đặc biệt như vậy có thể tạo ra những thách thức đáng kể đối với tham vọng của quốc gia tỷ dân thông qua sáng kiến Vành đai và Con đường. Năm 2014, các sự việc liên quan tới giàn khoan HD981 hoạt động ở Biển Đông đã làm phức tạp tình hình, làm trầm trọng thêm quan hệ hai nước. Ở góc độ nào đó, nó đã đẩy quan hệ Việt Nam-Mỹ có thêm động lực để phát triển. Mỹ đã cung cấp cho Việt Nam một số khí tài, trang bị, hỗ trợ các quốc gia Đông Nam Á trong việc phát triển kinh tế. Và hai nước cũng tuyên bố ủng hộ chủ nghĩa đa phương, tăng cường hoạt động hợp tác song phương và đa phương để ứng phó với các vấn đề khu vực và toàn cầu. Trước đó thì Mỹ cũng đã khởi công xây dựng đại sứ quán ở Việt Nam lớn nhất thế giới, quy mô lên đến 12.000 người, và muốn Việt Nam trở thành trung tâm địa chiến lược, địa chính trị trong khu vực và toàn cầu. Những động thái trên được xem là chưa có tiền lệ trong quan hệ đối ngoại của Việt Nam. Trước những biến động kể trên, Trung Quốc cần tìm các phương án thích ứng chiến lược và Lào chính là địa điểm thích hợp. Vậy hiện nay, chính sách và các dự án đầu tư của Trung Quốc ở Lào như thế nào? Đối với Lào, có diện tích là rộng khoảng 236,8 nghìn km², nhưng quy mô dân số có khoảng 8 triệu người. Địa hình quốc gia này cực kỳ trắc trở khi đồi núi chiếm đến 95% diện tích tổng thể và không giáp biển. Điều kiện tự nhiên trắc trở của Lào đã khiến quốc gia này khó có thể tăng trưởng kinh tế, dẫn đến đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Quy mô GDP giai đoạn 2016-2020 của Lào đạt 5,8%, dao động quanh mức 18 tỷ USD và năm 2023 ước đạt 13,6 tỷ USD. Chính vì vậy mà Lào cũng có mong muốn có sự thay đổi toàn diện và có lẽ Trung Quốc rất hiểu điều đó. Chính vì vậy mà Trung Quốc đã đầu tư vào 833 dự án ở Lào với tổng giá trị lên tới 16 tỷ USD. Tất cả các dự án xoay quanh các lĩnh vực đường sắt, cơ sở hạ tầng trong khuôn khổ sáng kiến Vành đai và những dự án về khai thác khoáng sản, các đặc khu kinh tế và đô thị quy mô lớn có biên giới giáp Trung Quốc. Trước đó trong năm tài khóa 2017-2018, gần 80% nguồn vốn FDI của Lào xuất phát từ Trung Quốc. Và trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn ra, quốc gia Đông Bắc Á thì Trung Quốc đã đầu tư 21 dự án ở Lào với số vốn là 2,5 tỷ USD vào năm 2020. Vậy, những dự án mà Trung Quốc đã đầu tư ở Lào hiện nay là những dự án nào? Về xây dựng các đập thủy điện là một trong những dự án trọng điểm của Trung Quốc tại Lào. Từ những năm 1950, chính phủ Trung Quốc đã tiến hành xây dựng và vận hành lên đến 22.000 đập thủy điện cao trên 15 mét trong nước, trong đó có đập thủy điện Tam Hiệp lớn nhất thế giới nhằm phục vụ nhu cầu cho lãnh thổ rộng lớn của quốc gia này ở khu vực phía Nam. Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tăng nhanh yêu cầu, lượng điện sử dụng ngày càng lớn, đặt ra bài toán cho chính phủ Trung Quốc phải mở rộng các đập thủy điện ở sát biên giới để dễ câu nối với đường dây điện quốc gia của nước này, và sông Mekong là nơi lý tưởng. Sông Mekong có diện tích lưu vực lên đến 795.000 km², xuất phát từ cao nguyên Tây Tạng của Trung Quốc, chảy qua các nước Myanmar, Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Sông Mekong có dòng nước chảy xiết, tốc độ chảy lên đến 16.000 mét khối trên một giây, có thể sinh ra dòng điện lớn. Quốc gia hưởng lợi từ dòng sông Mekong nhiều nhất là Lào. Nhờ sức chảy của dòng sông Mekong từ thượng nguồn xuống những khu vực của Lào vốn là gập ghềnh, đã giúp quốc gia Đông Nam Á này có cơ sở phát triển các đập thủy điện. Theo đó, Lào có tiềm năng phát triển sản xuất hơn 18.000 MW điện chưa bao gồm nguồn điện thu từ các đập thủy điện từ sông Mekong với 9.000 MW. Điều này củng cố chiến lược phát triển của Lào về năng lượng điện. Từ đầu những năm 2000, chiến lược phát triển đập thủy điện là ưu tiên hàng đầu của đất nước Triệu Voi, khi quốc gia này tuyên bố trở thành trung tâm năng lượng điện của Đông Nam Á nhằm vực dậy nền kinh tế. Các dự án đập thủy điện đã và đang xây dựng được ký biên bản ghi nhớ lên đến trên 200 dự án. Thứ trưởng Bộ Năng lượng và Mỏ Lào Viravong cho biết là muốn phát triển kinh tế, việc phát triển các đập thủy điện là cơ hội duy nhất. Điều này cho thấy tham vọng của chính phủ Lào nhằm chuyển dịch nền kinh tế. Do đó, Trung Quốc đã nhanh chóng triển khai các dự án đập thủy điện ở Lào nhằm hỗ trợ Lào phát triển kinh tế, tăng sản lượng điện phục vụ trong nước và tăng cường tính kết nối với Đông Nam Á. Hiện nay, 55% các đập thủy điện của Trung Quốc ở nước ngoài được xây dựng ở châu Á.
trong đó có khu vực Đông Nam Á chiếm đến 73% tổng các đập thủy điện. Ở lưu vực sông Mekong, số đập thủy điện hiện nay của Trung Quốc được xây dựng đa số đều thuộc lãnh thổ Lào, lên đến 81%. Đến năm 2025, các dự án đã được lắp đặt sẽ đóng góp vào 27.000 gigawatt trên năm, mang lại hàng tỷ USD doanh thu. Trong thời đoạn 2016-2020, sản lượng điện bán ra của Lào cho các nước xung quanh, trong đó có cả Việt Nam, đạt 7,2 tỷ USD. Và tiếp theo, các dự án công trình xây dựng Trung Quốc cũng đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng quan trọng ở Lào. Đối với các quốc gia, việc xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng là cực kỳ quan trọng. Xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, gia tăng năng lực sản xuất của doanh nghiệp trong nước. Ngoài ra, việc xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng như đường sắt và các tuyến đường cao tốc sẽ giúp tăng cường liên kết vùng, liên kết văn hóa, bản sắc giữa các dân tộc trong nội bộ quốc gia cũng như các vùng biên giới, thúc đẩy ngoại giao nhân dân hiệu quả. Như đã đề cập, địa lý tự nhiên chủ yếu là đồi núi và rừng sẽ làm hạn chế khả năng phát triển kinh tế của Lào. Từ đầu năm 2000, Lào và nhiều quốc gia khác đã tham gia đàm phán xây dựng tuyến đường sắt xuyên Á. Đây là một dự án trọng điểm quốc tế từ những năm 1990 nhằm tăng cường kết nối Đông Tây. Đối với Trung Quốc, tuyến đường sắt xuyên Á sẽ giúp quốc gia này khôi phục lại con đường tơ lụa cách đây hàng nghìn năm. Vào tháng 4 năm 2010, Lào đạt được thỏa thuận với Trung Quốc. Sau khi Chủ tịch Tập Cận Bình thông qua tham vọng chính sách vành đai và con đường tuyến đường sắt ở Lào ngày càng được chú trọng, mục tiêu của Trung Quốc là liên kết các nước Đông Nam Á thông qua tuyến đường sắt xuyên Á để gia tăng ảnh hưởng và thương mại. Tuyến đường sắt có tổng chiều dài là 414 km, đã được Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Trung Quốc triển khai xây dựng vào năm 2016 và hoàn thành vào năm 2021. Tuyến đường xuất phát từ thành phố Côn Minh thuộc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đi đến thủ đô Viêng Chăn của Lào. Tốc độ vận hành dự án lên tới 160 km/h, sức chứa lên đến 720 người, rút ngắn còn 4 tiếng so với 15 tiếng khi sử dụng các phương tiện hiện có ở Lào và thúc đẩy giao thương. Sau khi khánh thành vào tháng 12 năm 2021, Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng với đường sắt, ngọn núi từ Côn Minh đến Viêng Chăn không còn cao và đường không còn dài nữa. Đó là một hàm ý về tương lai phát triển đất nước Lào. Trước đó, tại hội chợ triển lãm Trung Quốc ASEAN vào ngày 18 tháng 9 năm 2015, Phó Thủ tướng Lào Somvabhat Lengsavat đã phát biểu rằng Lào sẽ chuyển đổi từ một đất nước bị cô lập thành quốc gia kết nối quốc gia, cho thấy mong muốn chuyển đổi kinh tế đất nước. Tuyên bố trên cho thấy đất nước Triệu Voi mong muốn phát triển kinh tế mạnh mẽ thông qua chiến lược vành đai và con đường của Trung Quốc dưới thời ông Tập Cận Bình. Kế hoạch 5 năm lần thứ 8 quốc gia của Lào cũng đề cập rằng tuyến đường sắt Trung Lào được liệt kê là dự án trọng điểm quốc gia đầu tiên củng cố mong muốn phát triển đất nước của giới lãnh đạo Lào. Một dự án quan trọng khác mà Trung Quốc triển khai xây dựng ở Lào đó là mỏ muối Kali. Kali có vai trò quan trọng đối với ngành nông nghiệp. Việc thiếu kali sẽ gây thiệt hại về kinh tế khi Trung Quốc là nơi xuất khẩu nông sản lớn nhất cho thị trường Mỹ với trị giá là 35,9 tỷ USD vào năm 2021. Hiện nay, Trung Quốc là quốc gia tiêu thụ kali lớn nhất thế giới và là quốc gia sản xuất phân kali lớn thứ tư, chiếm khoảng 26% tổng lượng tiêu thụ của thế giới. Vào năm 2019, Trung Quốc đã sản xuất khoảng 6,4 triệu tấn kali. Trong khi đó, quốc gia Đông Bắc Á nhập lượng kali trị giá lên đến 1,87 tỷ USD vào năm 2011. Có thể thấy nhu cầu của Trung Quốc đối với kali là cực kỳ lớn. Như vào năm 2020, Botat đã được chính phủ Lào phê duyệt triển khai dự án khai thác muối kali. Botat là công ty con của công ty đầu tư quốc tế ASEAN Botat Quảng Châu, công ty cung cấp phân kali hàng đầu thế giới có trụ sở tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Chính phủ Lào cho phép công ty Trung Quốc thăm dò và khai thác quặng kali 48,52 km vuông ở tỉnh Khăm Muồn với sản lượng lên đến 1 triệu tấn trên một năm, ước tính trị giá 300 đến 400 triệu USD. Trong khi đó, trữ lượng quặng kali ở Lào đa số tập trung ở tỉnh này, Viêng Chăn và các khu vực Savannakhet với sản lượng lên tới 1 tỷ tấn. Sau khi phê duyệt dự án, Lào trở thành quốc gia xuất khẩu kali đứng thứ tư thế giới. Dự án trên sẽ giải quyết bài toán kinh tế và lương thực của chính phủ Trung Quốc cũng như góp phần vào tăng trưởng kinh tế của chính phủ Lào. Ngày 24 tháng 3 năm 2023, công ty Botap đã ký biên bản ghi nhớ với chính phủ Lào để xây dựng một thành phố công nghiệp sinh thái thông minh trên khu đất rộng 20 km vuông ở các huyện Nông Bóc và Thai Khẹt.
khu phức hợp bao gồm khu công nghiệp, sản xuất, nguyên liệu, phân bón, khu đô thị với các tòa nhà, văn phòng và khu sinh hoạt cộng đồng. Tổng giá trị dự án lên tới 4 tỷ USD. Mục tiêu xây dựng khu phức hợp kể trên nhằm mở rộng quá trình sản xuất phân kali và thúc đẩy quá trình đô thị hóa, tăng cường phát triển kinh tế và giải quyết việc làm ở Lào. Đi kèm với những dự án trên thì Trung Quốc đầu tư các đặc khu kinh tế ở sát biên giới với Lào. Đặc khu kinh tế trong những năm gần đây là thuật ngữ được sử dụng rộng rãi trong công chúng. Đặc khu kinh tế là một khu vực phức hợp kinh tế cao nhất được tạo ra với những ưu đãi riêng biệt về quy định và đặc biệt là chính sách thuế. Mục tiêu của đặc khu kinh tế là tạo điều kiện để các doanh nghiệp trong và ngoài nước có thể đầu tư lâu dài tại các khu vực này, kéo theo khả năng cạnh tranh về giá thành sản xuất với các quốc gia khác, thúc đẩy hợp tác và chuyển giao công nghệ, giải quyết việc làm cho người lao động để tăng cường vị thế quốc gia sở tại. Ở Lào, việc phát triển các đặc khu kinh tế được xem là mũi nhọn trong việc phát triển kinh tế bền vững. Nhưng ngày 26 tháng 6 năm 2010, chính phủ Thủ tướng Lào khi đó là Vorachit đã ban hành sắc lệnh số 02 về việc thành lập đặc khu kinh tế Savan Seno vào ngày 21 tháng 2 năm 2002 với diện tích khoảng 954 ha, giá trị đầu tư lên tới 74 triệu USD. Đặc khu kinh tế Savan Seno đã đặt nền móng cho việc phát triển các đặc khu kinh tế sau này. Tính đến nay, Lào có đến 14 đặc khu kinh tế, lên kế hoạch thành lập thêm 40 đặc khu kinh tế mới trong 10 năm tiếp theo, đón tiếp hàng nghìn doanh nghiệp nước ngoài đến đầu tư tại các khu vực này và thu hút hàng tỷ USD. Trong những năm gần đây, cuộc cạnh tranh giữa Trung Quốc và Mỹ ngày càng có nhiều diễn biến phức tạp khó lường. Như bắt đầu ngày 22 tháng 3 năm 2018, ông Donald Trump đã quyết định tiến hành cuộc chiến thương mại nhắm vào Trung Quốc với lý do Trung Quốc sử dụng thương mại không công bằng gây thâm hụt ngân sách Mỹ nhằm ngăn chặn sự phát triển lớn mạnh của Trung Quốc với sáng kiến vành đai và con đường. Siêu cường thế giới đã thực hiện các biện pháp thuế lên đến 100% và vẫn còn tiếp diễn dưới thời ông Biden. Do đó, việc chính phủ Trung Quốc kêu gọi doanh nghiệp đầu tư sang Lào sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp nước này tránh những biện pháp trừng phạt về thuế quan. Hiện nay, 160 doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào các khu đặc khu kinh tế ở Lào với tổng mức đầu tư lên tới 1,3 tỷ USD, chiếm 23% tổng lượng đầu tư ở nước ngoài. Bên cạnh đó, nhằm tự chủ về kinh tế, các doanh nghiệp Trung Quốc đã đầu 4 đặc khu kinh tế ở Lào, cho thấy sự quan tâm của Trung Quốc với quốc gia Đông Nam Á này. Dự án các đặc khu kinh tế ở biên giới đầu tiên mà Trung Quốc triển khai xây dựng là Tam Giác Vàng. Dự án nằm dọc biên giới Lào, Thái Lan, Myanmar. Sát biên giới với Trung Quốc, đặc khu do công ty King Domain đến từ Hồng Kông, Trung Quốc phối hợp từ chính quyền Lào triển khai đầu tư vào năm 2007. Ban đầu, dự án có tổng thời gian thuê đất là vào khoảng 75 năm và sau đó tăng lên 99 năm. Theo báo cáo kinh tế xã hội vào năm 2019, đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng trong hơn 10 năm hoạt động đã thu hút khoảng 500 đơn vị đầu tư vào nơi này, đóng góp tổng ngân sách lên tới 500 triệu USD cho chính phủ và dự kiến đến năm 2025 đạt 350 triệu USD trên một năm. Tốc độ tăng trưởng cao của đặc khu đã củng cố niềm tin của chính phủ Lào về cơ cấu chuyển dịch nền kinh tế. Vậy đến đây chúng ta đặt ra câu hỏi, với sự đầu tư Trung Quốc như thế thì thách thức nào đối với quốc gia Lào? Trung Quốc đã đầu tư vào Lào hàng tỷ USD và đạt được những thành tựu đáng kể kể từ khi các dự án được đầu tư vào Lào. Nền kinh tế quốc gia Đông Nam Á đã có những chuyển biến rõ nét. Đất nước Chầu Voi được xem là có nền kinh tế với tốc độ tăng trưởng cao nhất Đông Nam Á, với GDP đạt bình quân là 4% sau đại dịch và 6% vào năm 2019. Các ngành đạt được nhiều bước tiến đáng kể, trong đó có nông lâm, lâm nghiệp tăng 2,5%, công nghiệp tăng 4,1% và dịch vụ tăng 6% sau đại dịch Covid. Các dự án do Trung Quốc đầu tư ở Lào cũng chứng minh tính hiệu quả đối với dự án đường sắt Lào-Trung. Như đã đề cập, dự án đã rút ngắn thời gian di chuyển giữa các tỉnh thành ở Lào vốn được bao quanh bởi rừng núi, cũng như giữa Lào với Trung Quốc. Hiệu quả thương mại của dự án cũng đã được phát huy. Sau một năm vận hành, dự án đã tạo ra hàng nghìn việc làm cho người dân bản địa. Trong đó, 8 tháng đầu năm 2023, hơn 3,1 triệu tấn hàng hóa, trung bình gần 12.000 tấn trên một ngày đã được vận chuyển, tăng 138% so với cùng kỳ năm 2022, và có lúc tăng lên tới 11 triệu tấn hàng hóa. Trong khi đó, tính đến tháng 9 năm 2023, khoảng 1,7 triệu hành khách đã được vận chuyển bằng đường sắt Lào-Trung, tăng 103 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Dự án đập thủy điện thu về giai đoạn 2016-2020
đạt khoảng 7 tỷ USD và sẽ còn tăng trưởng trong thời gian tới. Đối với dự án nhà máy sản xuất phân kali, như đã đề cập, kinh tế của dự án đem lại cho ngân sách Lào lên tới hàng trăm triệu USD và có thể tăng lên hàng tỷ USD khi nhiều cuộc chiến trên thế giới diễn ra làm gián đoạn nguồn cung lương thực toàn cầu. Đối với các đặc khu kinh tế, những dự án được triển khai sẽ thúc đẩy sự quan tâm của các doanh nghiệp nước ngoài, tăng dung lượng ngoại hối và củng cố sức mạnh cạnh tranh thị trường khác. Những dữ liệu kể trên cho thấy các khoản đầu tư của Trung Quốc đã tạo ra chuyển biến rõ nét ở Lào trong bối cảnh thế giới cực kỳ phức tạp. Nhưng bên cạnh đó, những dự án trên cũng là thách thức đối với Lào. Thứ nhất, nhiều giới phân tích quốc tế, đặc biệt là trường phái nghiên cứu phương Tây, thường nhấn mạnh tới rủi ro từ cái gọi là ngoại giao bẫy nợ của Trung Quốc. Thuật ngữ này từ lâu đã trở thành chủ đề gây tranh cãi. Theo đó, các dự án được Trung Quốc đầu tư thông qua các doanh nghiệp này vào một quốc gia sẽ tạo ra một viễn cảnh về một nền kinh tế phát triển. Tuy nhiên, về những điều khoản không rõ ràng, Trung Quốc đã từng bước khiến quốc gia đi vay phải trả nhiều hơn. Mục tiêu của Trung Quốc là khiến cho quốc gia sở tại rơi vào nợ nần, buộc phải trao đổi bằng các cơ sở hạ tầng có ý nghĩa về chiến lược, địa chính trị hoặc các nguồn tài nguyên khoáng sản có trữ lượng lớn và ủng hộ quốc gia tỷ dân trong các vấn đề khu vực và toàn cầu. Như ở Sri Lanka, quốc gia Nam Á đã vay 46,9 tỷ USD, trong đó khoản nợ từ Trung Quốc lên đến 52%. Năm 2017, quốc gia Nam Á đã không còn đủ khả năng trả nợ và phải chuyển giao cảng biển chiến lược Hamban Tota cho Trung Quốc toàn quyền sử dụng với thời hạn lên tới 99 năm. Ở Đông Nam Á, Thái Lan cũng gặp trường hợp tương tự các khoản đầu tư quá lớn so với nền kinh tế. Điều này cũng đã xuất hiện với Lào khi dự án đường sắt Trung Lào được thông qua vào năm 2010, dự án mới được chính thức xây dựng. Ban đầu, dự án trị giá là 1,2 tỷ USD. Sau 6 năm, khoản vay của Lào dành cho dự án đã lên tới 6 tỷ USD vào năm 2016. Năm 2020, Lào đã mất khả năng trả nợ. Quốc gia này đã bàn giao cho Trung Quốc một phần mạng lưới năng lượng biển với trị giá là 600 triệu USD và phải chuyển giao một phần từ việc khai thác quặng kali cho Trung Quốc để vay thêm 480 triệu USD từ Ngân hàng Trung Quốc để trả cho chính phủ nước này. Đối với các dự án do Trung Quốc triển khai, quy mô dự án chiếm lên tới 30-40% tổng kinh tế của Lào. Hiện nay, tổng nền kinh tế của Lào chỉ vào khoảng 13 tỷ USD và trước đại dịch là 15-18 tỷ USD. Tuy nhiên, các dự án kinh tế do Trung Quốc đầu tư ở Lào tổng trị giá lên đến hàng chục tỷ USD. Trong đó, dự án đường sắt Trung Lào trị giá là 6 tỷ USD, dự án nhà máy sản xuất phân bón kali 4 tỷ USD, các dự án đặc khu kinh tế và các dự án thủy điện có tổng giá trị lên tới chục tỷ USD, số nợ vượt quá tổng GDP sẽ tạo ra những mối lo ngại nhất định. Hiện nay, Lào nợ lên đến 120% GDP, trong đó phần lớn là từ các khoản nợ đến từ Trung Quốc. Và thứ hai, đó là chủ quyền an ninh của Lào có thể bị đe dọa. Như đã đề cập, quy mô kinh tế Lào hiện nay còn rất hạn chế, nhưng các khoản đầu tư giá trị cao dẫn đến sức hấp thụ kinh tế kém. Điều này đã tạo điều kiện cho Trung Quốc can dự sâu sắc vào tình hình quốc gia này. Đối với các dự án đập thủy điện, sự hiện diện của Trung Quốc là cực kỳ rõ nét. Trung Quốc thông qua các công ty, tập đoàn trong nước có tên là Sinohydro Dongfang, China Southern Grid và China International and Water Electric xây dựng và quản lý các đập thủy điện ở Lào theo hình thức cổ phần chiếm đa số, trong đó chủ yếu là hình thức bên 8, bên 2. Các công ty Trung Quốc góp vốn toàn bộ đối với các dự án kinh doanh. Việc hợp tác theo hình thức này đồng nghĩa với việc Lào chỉ là bên tham dự theo hình thức không có quyền quyết định. Việc này dẫn đến vấn đề cực kỳ nguy hiểm đến an ninh nguồn nước và an ninh lương thực vì hàng chục triệu người đang phụ thuộc sinh kế ở lưu vực sông Mekong. Ngoài ra, các dự án do Trung Quốc đầu tư đã thu hút người bản xứ di dân đến Lào gây bất ổn tình hình nội địa và tệ nạn xã hội. Các đặc khu đã thu hút lên tới 300.000 người Trung Quốc định cư ở Lào. Ở đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng, doanh nghiệp Trung Quốc kinh doanh xây dựng chủ yếu là các sòng bạc. Theo ước tính, có đến 140 sòng bạc ở khu đặc quyền kinh tế này. Điều này sẽ kéo theo nạn buôn người, buôn bán chất cấm và làm lũng đoạn kinh tế ở Lào, như đặc khu Sihanoukville ở Campuchia đang trải qua. Vào năm 2022, Lào đã giải cứu thành công 1.680 người ở đặc khu này, cho thấy thách thức lớn đối với chính phủ Lào về các quy định dành cho những đặc khu kinh tế. Và thứ ba là các khoản đầu tư của Trung Quốc gây thiệt hại nghiêm trọng đến môi trường Lào. Đối với dự án xây dựng đường sắt Lào-Trung, việc thi công quãng đường lên đến hàng nghìn cây số, chủ yếu là rừng, núi, đã gây thiệt hại nghiêm trọng đến bảo tồn hệ sinh thái,
có tác động sâu sắc đối với môi trường. Đối với các đập thủy điện, mất cân bằng sinh thái đã tác động đến toàn diện đến sinh kế của hàng chục triệu người. Trữ lượng cá ở lưu vực sông nước này ước tính sẽ giảm 40-80% vào năm 2040, dẫn đến tình trạng thời tiết cực đoan. Và thứ tư, đó là sự phụ thuộc vào nhập khẩu ngày càng tăng đến từ thị trường Trung Quốc. Trung Quốc từ lâu được xem như là công xưởng của thế giới. Quốc gia này là một trong những quốc gia hàng đầu trong việc xuất khẩu nhiều mặt hàng, quy mô diện tích và đồng thuận với trữ lượng cao, kèm theo những cải tiến trong khoa học công nghệ ở quốc gia Đông Bắc Á đã thu hút lượt nhập khẩu ở khắp nơi trên thế giới. Khi đường sắt được khánh thành, Trung Quốc có thể xuất khẩu vào là một cách ồ ạt, làm giảm nội lực sản xuất trong nước và dẫn đến lệ thuộc. Năm 2011, Trung Quốc đã xuất khẩu các sản phẩm trị giá lên tới 1,67 tỷ USD sang Lào, chủ yếu là các thiết bị hiện đại như máy móc, điện thoại, viễn thông v.v. Lào xuất sang Trung Quốc trị giá là 2,48 tỷ USD, chủ yếu là các mặt hàng như giấy, vàng, quặng đồng và các loại khoáng sản khác. Mặc dù Lào xuất khẩu có giá trị cao, nhưng tất cả là các tài nguyên khoáng sản. Việc khai thác tài nguyên quy mô lớn để xuất khẩu sẽ làm giảm nội lực quốc gia, dẫn đến sự lệ thuộc vào một thị trường duy nhất. Đặc biệt, khi đường sắt được đưa vào sử dụng, khai thác tài nguyên sẽ diễn ra với quy mô lớn. Trong khi đó, các mặt hàng về nông sản của Lào xuất sang Trung Quốc vẫn chưa cao khi chỉ tập trung vào chuối, dưa, gạo và các loại cây trồng chứa hàm lượng tinh bột. Vậy đến đây chúng ta đặt ra câu hỏi, với ảnh hưởng của Trung Quốc ở Lào đã gây thách thức nào đối với Việt Nam chúng ta? Nhất về thách thức thì kể từ khi thế giới bước vào kỷ nguyên của toàn cầu hóa, các quốc gia ngày càng có ảnh hưởng lẫn nhau. Các vấn đề về biên giới và rào cản đã bị xóa bỏ. Điều này đặt quốc gia vào tình thế khó khăn khi xử lý các vấn đề xuyên biên giới. Đối với Việt Nam, các dự án của Trung Quốc ở Lào sẽ gây sức ép lớn đối với an ninh và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam. Việc xây dựng đường sắt Lào-Trung nối các quốc gia Đông Nam Á, ngoài việc sử dụng cho mục đích thương mại, dự án còn có thể được sử dụng cho mục đích quân sự. Về chiến lược địa chính trị, Trung Quốc có thể điều động đến tất cả điểm nóng trên toàn bộ Đông Nam Á nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia này. Điều này sẽ đặt Việt Nam vào tình trạng khó khăn. Nếu Trung Quốc và Việt Nam có xung đột, thì Trung Quốc có thể triển khai quân đội ở Campuchia và Lào để gây sức ép lên Việt Nam. Về thứ hai, đó là an ninh lương thực tương lai sẽ là vấn đề nan giải đối với Việt Nam. Sông Mekong chảy qua 6 nước, trong đó chảy đến đồng bằng sông Cửu Long, vựa lúa và nông sản lớn nhất của Việt Nam. Vùng này đóng góp 56% sản lượng lúa gạo, 24,5 triệu tấn, 98% lượng cá tra, 1,41 triệu tấn và 60% các loại trái cây cả nước, khoảng 4,3 triệu tấn, 95% lượng gạo xuất khẩu và 60% lượng thủy sản xuất khẩu của Việt Nam. Giá trị xuất khẩu ước tính 55 tỷ USD trong năm 2023. Khi Trung Quốc xây dựng các đập thủy điện ở Lào, kim ngạch xuất khẩu nông sản sẽ bị ảnh hưởng. Do thiếu nước từ thượng nguồn dẫn đến tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn sẽ tác động đến chất lượng và sản lượng nông sản. Bên cạnh đó, ảnh hưởng của Trung Quốc sẽ tác động đến tình hình xuất khẩu của Việt Nam nếu Việt Nam và Trung Quốc có mâu thuẫn về ngoại giao và vấn đề đường sắt nối Trung Quốc với các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á sẽ thúc đẩy khả năng cạnh tranh xuất khẩu nông sản với Việt Nam, đặc biệt là đối với Thái Lan, khi xứ sở trù vàng cải tiến rất nhiều về khoa học, tăng chất lượng nông sản và giá thành cạnh tranh với nông sản Việt Nam chúng ta. Thứ ba, đó là tình trạng bất ổn diễn ra ở khu vực biên giới. Như đã đề cập, các đặc khu kinh tế do Trung Quốc xây dựng đã tạo ra các tác động tiêu cực trong xã hội Lào và tác động đến Việt Nam. Khi thế giới bước vào giai đoạn phát triển của khoa học công nghệ 4.0, các hoạt động tội phạm xuyên biên giới sẽ diễn biến theo chiều hướng ngày càng phức tạp và khó lường. Đặc biệt là số lượng nhập cư trái phép xuyên Trung Quốc, Lào, Việt Nam có thể tăng trong thời gian tới, kéo theo nguy cơ hoạt động tình báo gián điệp gây bất lợi đối với Việt Nam. Thiết nghĩ, với những thách thức trên, các dự án ở Trung Quốc được triển khai ở Lào có thể sẽ tác động lâu dài đối với Việt Nam. Chính vì vậy, chính phủ cần có những điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn. Chúng ta cần phải tìm phương án đổi mới công nghệ. Từ khi công cụ kéo sợi Jenny được phát minh ở Anh, công nghệ đã trở thành phương tiện duy nhất giúp các nước gia tăng hiệu quả sản xuất, rút ngắn khoảng cách trình độ với thế giới. Đối với đồng bằng sông Cửu Long, khu vực có vai trò quan trọng đối với an ninh lương thực của Việt Nam, điều này là cực kỳ cần thiết. Chính vì vậy, chúng ta cần phải nghiên cứu các công nghệ nhằm phát triển giống cây trồng có khả năng chống chịu tốt với thời tiết và cần có những chỉ đạo phù hợp với tình hình
hỗ trợ khoa học thực hiện nghiên cứu dự án và có những ưu đãi về thuế và sử dụng đất để tăng hiệu quả sản xuất doanh nghiệp. Và thứ hai, Việt Nam cần tiếp tục và hỗ trợ nhu cầu cho chính phủ và nhân dân Lào vì hiện nay Lào cần sự phát triển kinh tế và cơ sở hạ tầng đồng bộ. Chính vì vậy, Việt Nam cần khuyến khích các doanh nghiệp trong nước đầu tư vào Lào, trong đó có các đặc khu kinh tế để thúc đẩy tăng trưởng ở Lào để làm sâu sắc tình hữu nghị hai nước. Như ngày 14 tháng 10 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã phê duyệt chủ trương quy hoạch cửa khẩu Việt-Lào với trọng tâm là kết nối giao thông biên giới giữa Việt Nam và Lào, đảm bảo tính liên ngành, liên vùng, sự liên kết giữa các ngành nghề, lĩnh vực và không gian địa lý. Đặc biệt, Việt Nam đã tạo điều kiện cho Lào sử dụng cảng Vũng Áng ở Hà Tĩnh, được xem như kéo biển về vùng đất bị bao bọc bởi rừng núi của đất nước Triệu Voi. Ngoài ra, Việt Nam chúng ta đã xây dựng tặng chính phủ Lào tòa nhà quốc hội mới, cũng là động thái có nhiều ý nghĩa đối với mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước. Và chúng ta vẫn tiếp tục tăng số lượng cấp học bổng cho học sinh, sinh viên Lào sang học tập tại Việt Nam để thắt chặt tình cảm tốt đẹp nhân dân hai nước Việt Nam và Lào. Vâng, kính thưa quý vị, hiện nay Trung Quốc đã có sức ảnh hưởng lớn chưa từng có kể từ khi giành độc lập vào năm 1949. Tham vọng quốc gia tỷ dân về sự lãnh đạo toàn cầu đã được thể hiện rõ qua chính sách, chiến lược, vành đai và con đường. Đối với Trung Quốc, Lào đang đóng vai trò quan trọng trong tổng thể chiến lược Đông Nam Á của họ, đồng thời cũng là cánh cửa thuận lợi, phòng bị trong trường hợp quan hệ Việt-Trung có thể có những sự cố ngoại giao. Những động thái gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc ở Lào có thể tạo ra những tác động nhiều chiều hướng đối với Việt Nam trên lĩnh vực địa chính trị, kinh tế, thương mại và các vấn đề phi truyền thống khác. Đặc biệt, Lào và Trung Quốc đã ký kết Kế hoạch Hành động Đối tác chung vận mệnh giai đoạn 2024-2028 trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác Quốc tế Vành đai và Con đường lần thứ 3 vào ngày 4 tháng 9 năm 2023. Trung Quốc sẽ hỗ trợ Lào tập huấn cán bộ, tăng cường trao đổi đoàn giữa hai bên và giúp Lào đăng cai Hội đồng Liên nghị viện ASEAN lần thứ 45 sẽ được tổ chức vào tháng 10 năm 2024 này. Động thái kể trên sẽ tạo ra áp lực lớn đối với Việt Nam và khu vực trong thời gian tới nhằm giảm thiểu những tác động do các dự án mà Trung Quốc đầu tư. Chính vì vậy, Việt Nam chúng ta đã đang và tiếp tục tăng cường quan hệ với Lào, cải thiện công nghệ, nâng cao năng suất cây trồng, tranh thủ sự hiện diện của các quốc gia bên ngoài Đông Nam Á để rút ngắn khoảng cách trình độ phát triển kinh tế, khoa học, công nghệ để chuyển đổi kinh tế Việt Nam theo hướng bền vững. Còn quý vị nghĩ sao về vấn đề này? Xin để lại dưới bình luận. Nhớ đăng ký kênh, ghé qua kênh mỗi ngày. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!